Đức Giang Quang Đức La chủ trì đại hội cầu an tại Tây Thiên trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 2. Đức Giang Quang Đức La khai đàn và chủ trì đại hội cầu an đầu xuân tại Đại Bảo Tháp Mandala, Tây Thiên, Vĩnh Phúc. Trong lần trở lại này, Đức Giang Quang La đã bày tỏ lòng tri ân của mình và có nhiều thông điệp muốn nhắn gửi tới người dân cả nước. Theo Đức Giang Quang La, năm nay là một năm rất đặc biệt, năm Kỷ Hợi, mang nguồn năng lượng mẫu tính tượng trưng cho trí tuệ. Điều này có ý nghĩa cả từ góc độ khoa học cũng như góc độ tâm linh. Năm nay sẽ đặc biệt thuận duyên nếu mọi người biết hướng tới sự trưởng dưỡng trí tuệ. Đoàn Phật tử dâng khăn chúc phúc lên Đức Giang Quang Đức La. Các khóa lễ cầu hòa bình thế giới, quốc thái dân an được cử hành tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên trong vài ngày tới sẽ rất trang trọng. Công đức từ các khóa thực hành này đều được hồi hướng tới con người và hòa bình an lạc trên toàn thế giới. Ngài tin rằng tất cả mọi người đều háo hức, vui mừng, mong muốn được nhìn thấy những kết quả tích cực. Đức Giang Quang Đức La hoan hỷ đáp lễ cùng Phật tử Việt Nam dâng khăn chúc phúc. Với Đức Giang Quang Đức La, Ngài tin vào tâm linh vì tâm linh vốn gắn liền với đời sống con người. Một cuộc sống hạnh phúc, thành đạt là điều mà ai cũng mong muốn. Không chỉ riêng loài người, mọi loài đều cần được hạnh phúc. Ai nấy đều biết Đức Avalokiteshvara, hay theo tiếng Việt gọi là Đức Phật Quan Âm, vốn là hiện thân của hạnh phúc, của từ bi và yêu thương. Thông qua các pháp thực hành của Đức Quan Âm, chúng ta thực sự sẽ hồi hướng công đức và trí tuệ tới hết thảy mọi loài. Từ đó, mọi người có thể trưởng dưỡng hạnh phúc, thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Như vậy, chắc chắn những ai có đủ duyên tham dự pháp hội và tham gia khóa lễ đều sẽ được tích lũy công đức và đón nhận nguồn ân phúc gia trì. Đức Vai Hoàng Đúc La hy vọng sẽ có nhiều người dân Việt Nam biết đến và nắm bắt cơ hội này để có thể chuyển hóa hoài nghi thành trí tuệ, chuyển hóa những điều bất như ý thành hạnh phúc và thịnh vượng trong đời sống. Đây thực sự là cơ duyên vô cùng quý giá, giúp mọi người đón nhận nguồn ân phúc gia trì, thực hành tâm linh vì một cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Vâng.